Chào mừng các bạn đã đến với thế giới El Clasico World của MyTV Football, nơi sẽ cập nhật những diễn biến nóng hổi nhất liên quan đến hai ông lớn hàng đầu bóng đá Tây Ban Nha. Giờ là lúc các buổi tập của Barca lẫn Real Madrid đều bắt đầu đông đủ hơn khi các cầu thủ được nghỉ bù sau Euro hay Copa đã rục rịch quay trở lại hội quân. Có lẽ sự xuất hiện của Kylian Mbappe tại Real sẽ được mong chờ hơn tất cả. Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những diễn biến đáng chú ý nhất trong những giờ vừa qua tại Real và Barca nhé! Mbappe tươi gió trong buổi hội quân đầu tiên. Hành trình mới xem như đã bắt đầu đối với Kylian Mbappe khi cầu thủ này đã chính thức ra mắt các đồng đội mới tại trung tâm huấn luyện. Sự hòa nhập diễn ra rất nhanh chóng khi có không ít người quen của cựu Sabiez trên đội tuyển Pháp cũng có mặt. Tuy vậy, người ta lại thấy Mbappe luôn cặp kè với Jude Bellingham như hình với bóng. Sau đây, hãy cùng đến với những chi tiết thú vị về ngày đầu tiên tập luyện cùng các đồng đội mới tại Real nhé! Ngày 8 tháng 8, sân tập Van de Beek của Real Madrid như sáng bừng khi Kylian Mbappe xuất hiện, đánh dấu khởi đầu mới trong sự nghiệp của anh tại câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Bên cạnh các ngôi sao khác như Jude Bellingham, Dani Carvajal và Federico Valverde, buổi tập luyện này không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cột mốc quan trọng trong mùa giải 2024-2025. Kylian Mbappe, người vừa tỏa sáng rực rỡ tại Euro 2024, đã có một kỳ nghỉ xứng đáng và giờ đây trở lại sân cỏ với khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti hiểu rõ giá trị của ngôi sao trẻ người Pháp, đã dành thời gian riêng tư để trò chuyện cùng anh, tạo sự gắn kết và động viên tinh thần. Buổi tập luyện đầu tiên chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra thể lực và đánh giá tình trạng cơ bắp của các cầu thủ sau kỳ nghỉ dài. Mbappe với nụ cười luôn hiện hữu, dễ dàng hòa nhập với không khí tập luyện và sự chuyên nghiệp của đội bóng. Sự kết hợp giữa kỹ thuật điều luyện và tốc độ thần tốc của anh đã khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Không chỉ có sự hiện diện của Mbappe, buổi tập còn chứng kiến những nỗ lực của Endrick, một tân binh khác của Real Madrid. Cả hai đã tạo nên bầu không khí hứng khởi, đầy năng lượng và hy vọng cho đội bóng. Huấn luyện viên Ancelotti với kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược tin rằng sự bổ sung này sẽ đem lại nhiều chuyển biến tích cực cho Real Madrid. Sự kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc giành siêu cúp châu Âu sắp tới mà còn ở những mục tiêu dài hạn hơn. Với Mbappe, Real Madrid không chỉ có một cầu thủ xuất sắc mà còn có một biểu tượng của sự quyết tâm và tài năng. Các cổ động viên của đội bóng đang háo hức chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ của anh trên sân cỏ. Buổi tập kết thúc trong tiếng cười và sự lạc quan. Mbappe với sự khiêm tốn và chuyên nghiệp đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đồng đội và ban huấn luyện. Hành trình chinh phục danh hiệu tại Real Madrid của anh mới chỉ bắt đầu, nhưng đã hứa hẹn đầy thách thức và vinh quang. Nhìn lại buổi tập luyện đầu tiên của Mbappe tại Real Madrid, người ta không khỏi cảm thấy sự hòa quyện giữa tài năng cá nhân và sức mạnh tập thể. Đó chính là chìa khóa để Real Madrid hướng tới những đỉnh cao mới, nơi mà Mbappe chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất. Hàng công của Real Madrid hiện tại đang rất đông đúc và cạnh tranh. Điều này khiến nhiều người tin rằng cuộc chiến giành vị trí trong đội hình sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ Brahim Diaz lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Thay vì lo lắng về sự cạnh tranh, Brahim lại tỏ ra sự tự tin và lạc quan về khả năng của mình. Anh không chỉ nhận đây là một thử thách mà còn là cơ hội để chứng tỏ tài năng và khẳng định vị trí của mình trong đội hình của Los Blancos. Trong bối cảnh hàng công Real Madrid đang ngày càng đông đúc và cuộc cạnh tranh vị trí trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, tiền vệ Brahim Diaz mang đến một cái nhìn đầy tươi mới và lạc quan về tình hình tại câu lạc bộ. Vừa qua, Real Madrid đã có chiến thắng đầu tiên trong chuyến du đấu hè 2024 tại Mỹ trước Chelsea với tỷ số 2-1 và Brahim Diaz là ngôi sao sáng khi đóng góp một bàn thắng quan trọng. Chia sẻ sau trận đấu, Brahim Diaz không giấu nổi niềm hạnh phúc. "Chúng tôi đang có sự chuẩn bị rất tốt về thể lực và tinh thần cho mùa giải mới. Bàn thắng của tôi là kết quả của một pha phối hợp tuyệt vời với Vini và thật sự không thể tin được." Diaz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng góp cho đội bóng, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi hay suốt cả trận đấu. Diaz đã nói như sau: "Tôi luôn muốn cống hiến hết sức mình, dù chỉ là 30, 60 hay 90 phút. Điều quan trọng nhất là giúp đội bóng hướng tới các danh hiệu. Chúng tôi như một gia đình, tất cả đều chung một nhịp đập và đoàn kết." Dù có màn trình diễn ấn tượng, Brahim Diaz vẫn phải đối mặt với thách thức giành suất đá chính trong mùa giải tới. Mùa trước, anh đã ghi 12 bàn và có 9 kiến tạo, nhưng vẫn phải xếp sau Jude Bellingham trong thứ tự ưu tiên. Mùa hè này, sự xuất hiện của những tân binh như Kylian Mbappe và Endrick càng làm tăng thêm áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, Diaz không coi đó là cuộc chiến giữa các đồng đội. "Những cầu thủ giỏi nhất phải ở Madrid vì đây là câu lạc bộ tốt nhất thế giới", Diaz khẳng định. "Điều quan trọng là tất cả chúng tôi đều kết nối và sẵn sàng cống hiến. Không có cuộc cạnh tranh nào giữa các đồng đội tại Real Madrid. Mọi người đều muốn đóng góp và chiến đấu vì màu cờ sắc áo." Những lời chia sẻ của Brahim Diaz không chỉ phản ánh sự tự tin và tinh thần đoàn kết của Real Madrid,
mà còn thể hiện tầm nhìn và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong mắt anh, mỗi trận đấu là một cơ hội để thể hiện bản thân và đóng góp cho sự thành công chung của đội bóng. Sự tích cực và lạc quan của Diaz là nguồn cảm hứng lớn cho toàn đội, tạo nên một bầu không khí đầy phấn khích và kỳ vọng cho mùa giải mới. Một trong những cái tên mà người hâm mộ Barcelona muốn thấy nhất là Nico Williams. Thế nhưng tình hình tài chính khó khăn của câu lạc bộ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ chân chạy cánh người Tây Ban Nha. Tưởng chừng như việc mang về Dani Olmo sẽ khiến cho Barcelona đóng sầm cánh cửa chiêu mộ Williams. Thế nhưng thương vụ này vẫn chưa ngã ngũ khi đã có những diễn biến mới. Cùng thời điểm, Barcelona được cho là đang có động thái bất ngờ sau khi mua Olmo. Tình hình tài chính khó khăn khiến Barcelona không thể chi tiêu quá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Họ buộc phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng trước khi quăng tiền vào một thương vụ nào đó. Hai cái tên được Blaugrana nhắm đến là Nico Williams và Dani Olmo, trong đó Williams được Barca liên hệ nhiều hơn cả. Dù vậy, phía câu lạc bộ Athletic Bilbao chỉ đồng ý bán ngôi sao của mình nếu nhận đủ 55 triệu euro tiền tươi ngay lập tức. Tức có nghĩa là Barca cũng không ngược mua trả góp. Chính động thái cứng rắn của đội bóng xứ Basque khiến Barca gặp khó khăn trong việc mang nhà vô địch Euro về với Spotify Camp Nou. Thế nên, họ quyết định chuyển sang thương vụ còn lại là Dani Olmo. Khác với Bilbao, Leipzig đồng ý cho Barca trả góp. Cụ thể là trả góp trong bao nhiêu năm thì vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều người tin rằng việc có Olmo trong tay sẽ khiến Barca từ bỏ hoàn toàn thương vụ Nico Williams. Thế nhưng, đã có những chuyển biến mới và tích cực hơn trong thương vụ này. Theo Gerard Romero, câu chuyện về Nico Williams vẫn còn tiếp diễn và Barcelona vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Nhà báo Tây Ban Nha cho biết thêm rằng Barcelona đã liên lạc với phía Nico vào hôm qua, có khả năng thảo luận về việc chuyển đến Catalan. Trên thực tế, Barca dường như đã khơi lại câu chuyện về Nico Williams với hy vọng rằng tiền đạo này có thể đưa ra quyết định vào phút chót để gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan. Theo Xavier Van trên On TV3, vẫn còn sự lạc quan trong đội hình Barcelona về thỏa thuận của Nico. Vì cầu thủ này vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Trên thực tế, có một niềm tin mạnh mẽ trong ban lãnh đạo Blaugrana rằng cầu thủ sẽ nói có với họ hơn là nói không. Cùng thời điểm, thương vụ Dani Olmo vẫn đang chưa được Barcelona công bố chính thức. Có lẽ họ đang đợi hoàn thành nốt thương vụ Nico Williams và công bố cả hai tiền binh cùng một lúc, giống như cách mà Hao Cancelo và Hao Felix đã cập bến Barcelona vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Tình hình tài chính khó khăn khiến cho Barcelona buộc phải đẩy đi bớt một số cầu thủ để giảm tải quỹ lương đang rất phình to của mình. Bất kỳ ai, cho dù đó là những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Robert Lewandowski hay Ilkay Gundogan cũng có thể bị bán đi bất cứ lúc nào. Tất nhiên là cũng có những ngoại lệ riêng của nó. Ban lãnh đạo Barca cũng đã thông báo rằng chỉ có 4 cái tên là không thể bị đụng đến trong kỳ chuyển nhượng hè này. Vậy, 4 cầu thủ đó là ai? Quỹ lương của Barcelona tại La Liga là rất lớn, chỉ sau mỗi Real Madrid. Cộng thêm với những khó khăn về tài chính trước đó, khiến gã khổng lồ xứ Catalan buộc phải đẩy đi những cầu thủ có quỹ lương cao nhằm giảm thiểu sự khó khăn. Ngay cả những ngôi sao quan trọng nhất của câu lạc bộ như Robert Lewandowski hay Ilkay Gundogan cũng không phải là ngoại lệ nếu như có bất cứ đội bóng nào đưa ra được lời đề nghị đủ sức thuyết phục đến ban lãnh đạo Barcelona. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ riêng. Phía Barca đã công khai 4 cầu thủ không được đụng đến trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Và họ cũng chẳng phải là những cái tên xa lạ, với 3 cái tên trưởng thành từ lò đào tạo La Masia là Gavi, Lamine Yamal và Pau Cubarsí. Người còn lại là Pedri. Không bất ngờ với quyết định này, bởi Barca từ lâu đã xem họ sẽ trở thành trụ cột trong tương lai của câu lạc bộ. Lamine Yamal có thể xem là cái tên chói sáng nhất trong bộ tứ này. Cầu thủ 17 tuổi vừa có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc tại Euro 2024 khi ghi một bàn thắng và có 4 đường kiến tạo giúp Tây Ban Nha nâng cao danh hiệu vô địch. Pedri dù gặp chấn thương và phải dừng chiến dịch Euro giữa chừng, nhưng nhìn chung, màn trình diễn của cầu thủ 21 tuổi là khá tốt. Pau Cubarsí cũng có tên trong danh sách sơ bộ của Luis de la Fuente tham dự Euro 2024, nhưng khá đáng tiếc khi anh đã bị loại sau khi huấn luyện viên 63 tuổi công bố 26 cái tên chính thức. Trường hợp không may nhất chính là Gavi, tiền vệ 20 tuổi đã dính chấn thương dây chằng vào cuối tháng 11 năm ngoái và phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay. Dự kiến Gavi sẽ trở lại vào giữa tháng 9 tới. Các cu lê kỳ vọng rằng lần trở lại sắp tới, Gavi có thể tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Và vừa rồi là kết thúc của Thế giới El Clasico World do kênh Mai TV Football sản xuất. Tất cả những diễn biến mới nhất cũng như thú vị nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục thông qua show này. Hãy bấm like và subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.